Một lần nữa, Jimmy Thái xin cảm ơn quý vị khán giả của đài VNTV đã quay trở lại với chương trình Straight Talk with Jimmy Thái. Kính thưa quý vị, tiền là cái vấn đề mà chúng ta ai cũng nghĩ là mình cần phải có. Và trong tục ngữ ca dao Việt Nam cũng nói rất là nhiều về tiền, chẳng hạn như là có tiền mua tiên cũng được, hay là tiền là niềm vui của tôi trẻ, là sức khỏe của tôi già. Jimmy là cũng khá là già rồi, cho nên Jimmy nghĩ Jimmy rất là cần nhiều tiền để mà mua được cái sức khỏe đó. Nhưng mà nếu mà nghĩ về cái tiền điện tử, hay tiếng Anh nó gọi là cryptocurrency, thì quý vị nghĩ cái gì ạ? Quý vị chắc có lẽ nghe qua Bitcoin, Dogecoin, Ethereum, tất cả những cái đồng tiền điện tử hay cái cryptocurrency rất là nhiều. Và mình cũng nghe những câu chuyện có người làm giàu rất là nhanh với cryptocurrency, một có người là phá sản về cryptocurrency. Thì hôm nay Jimmy Thái có cơ hội mời một người em của mình, không phải là em ruột mà em rất là thân, cũng trong vòng 6 năm nay đã quen biết bạn ở bên Thunder Down Under bên Australia, và đó là cô Julia Legion. Thì Jimmy xin giới thiệu một chút xíu về Julia. Jimmy biết Julia khoảng 6 năm trước, sau khi một cái bài viết của Jimmy được đăng trên cái tạp chí International Toastmasters. Thì Julia là cô gái người Úc nhưng mà gốc Việt, cho nên cô đã đọc cái bài báo đó, và cô cũng là một người Toastmaster giống như Jimmy too. Sau đó hai anh em với liên lạc với nhau, và Julia nói em cũng là người tị nạn qua cái đất nước Úc này, và bây giờ em sống bên Úc, nhưng mà em rất là ngưỡng mộ cái việc xây trường ở Việt Nam của anh, và em rất là muốn được hợp tác. Và qua cái sự giúp đỡ của Julia, là người leader của cái Australia chapter cho Build School Foundation, mình đã xây dựng được 2-3 cái điểm trường với sự giúp đỡ của Julia. Đó là lý do tại sao hai anh em tuy là khác cha, khác mẹ nhưng khá là thân thiết với nhau. Và ngoài cái vấn đề làm thiện nguyện thì chúng tôi còn thảo luận với nhau về rất là những chuyện khác nữa, chẳng hạn chuyện đầu tư, tại vì Julia cũng là một người đầu tư về địa ốc rất là thành công. Và đó rồi hai người cũng rất là thích viết sách. Julia cũng đã xuất bản một cuốn sách rất là thành công, và Julia sẽ có cơ hội để mà giới thiệu sơ với các bạn. Nhưng cái chủ yếu hôm nay là chúng ta nói về cái đồng tiền điện tử cryptocurrency, vì Julia cũng có khá là nhiều kinh nghiệm về cái lĩnh vực này, và đó là cái lý do tại sao mà Jimmy mời Julia lên đây để chia sẻ trong cái chương trình này với quý vị. Chào em Julia. Chào anh Jimmy, chào khán giả, quý vị khán giả. Yeah. Ok, Jimmy nói trước là Julia rời Việt Nam khi bạn rất là còn nhỏ, mới cái 7-8 tuổi, cho nên đã sau 30-40 năm ở bên Australia, cho nên tiếng Việt của Julia có thể không có rành. Nhưng bạn sẽ rất là cố gắng để nói tiếng Việt cùng với khán giả của đài. Nhưng mà những cái gì mà bạn nói tiếng Anh thì nếu cần Jimmy sẽ dịch lại. Và cuối cùng Jimmy sẽ có 3 cái điểm nhấn, là 3 cái điểm mà take away, 3 cái điểm chính mà Julia chia sẻ trong cái chương trình. Rồi như vậy là anh biết là cái thời gian mà sau khi em học xong lớp 12 là high school đó, right, lớp 12, em còn có những giai đoạn em cũng khá là vất vả trong cái cuốn sách, cái cuộc đời mình mà em viết là The Ugly Daughter, mà chút xíu nữa có thể là mình sẽ đưa cái tựa đề đó cho các vị khán giả thấy về cái memoir của em. Và em có thể chia sẻ với quý vị một chút xíu về những cái sự khó khăn đó, và làm sao mà em lại bước vào cái lĩnh vực địa ốc là real estate đó. Yeah. Thì em nghĩ là tại vì em là unfortunate là em sanh là người con gái anh, thì cha mẹ em thì không có tin gì cuộc học hành cho mấy đứa con gái. They believe that nếu mình gái lớn lên đẹp gái kiếm chồng có giàu thì được. Mà không đi làm khỏi học. Ba má cũng không có cho mình đi học gì mấy. Rồi khi đó em là con gái nhưng mà em tự tin mình, em không có muốn giống như là rely on you know mấy người khác, tự mình học, tự mình tin, nhất là mình ở nước ngoài đó anh, thì có biết bao nhiêu opportunities anh biết không, cho nên em bỏ nhà đi khi em học xong lớp 12,
Thì em bỏ nhà em đi tại vì em không muốn ba má em cưới cho mấy ông già, mấy ông chồng nhà giàu mà old man. Thì em bỏ em đi. Thì khi đi thì cũng really khổ anh, tại vì cũng không có tiền mà cũng không có học nhiều mấy, tại vì khi em còn nhỏ đó thì giúp ba má em đi làm cho nên không có đi học nhiều mấy. Thì em gặp được một người bạn trai, thì anh bạn trai đó anh cũng really tốt với em, thì anh giúp cho em, lo cho em đi học cho, em không biết tiếng Việt TAFE kêu bằng gì, thì hồi đó thì em thích học trong địa ốc hả anh? Real estate. Thì em đi học, em học really struggling nhưng mà em cố anh, em học anh biết không? Em học xong em lấy được cái bằng thì em đi xin việc làm với anh Kim người Việt cũng really tốt anh biết không? Tại vì hồi đó em nói tiếng Anh không gành cho nên anh người Việt thì anh thương em cho nên anh thấy em tội nghiệp cho nên anh giúp em đi làm đó. Thì anh cho em đi việc làm. Thì khi mà em làm chung với anh Kim đó thì anh always encourage em, kêu em gắng học, kêu em gắng lo, kêu em gắng đi kiếm mấy người thầy tốt để đi học theo nghề của người ta. Thì em spend a lot of tiền and giờ để đi học với mấy người thầy really successful đó anh. Thì em học thêm mấy người đó, thì khi mà em học đó thì em follow their footsteps. Mấy người đó đi trước thì biết làm sao thì em cứ copy, em cứ làm thế đó. Thì cho nên lucky em vừa học cố gắng học và cố gắng làm and đi mượn tiền, đi mượn hụi, đi mua. First time em đi mượn hụi mua nhà, thì khi em mua được một cái nhà trước thì khi mà tiền lên đó thì bắt đầu em mới mua cái nhà thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm. And that's how nó grow anh. Okay, wow. No wonder tiếng Anh nó gọi là from rag to riches, đúng không? Từ giống như cô bé Lò Lem mà trở thành cô bé triệu phú. Và anh Jimmy được biết là bây giờ Julia em đã về hưu rồi, retire cũng khá là khi em rất là trẻ, vì em có được một cái cơ ngơi cũng khá là thành công lên tới bạc triệu về thị trường địa ốc, những cái rent, những cái property của em, và em đã lên được rất là nhiều những cái tạp chí rất là nổi tiếng ở bên Úc về real estate property. Thì bây giờ mình có thể tạm để cái chuyện real estate property qua mình một thời gian khác, mình có thể nói tiếp. Nhưng mà bây giờ mình vào cái vấn đề là khi mà em về hưu cái tuổi khá là trẻ, cho nên em bắt đầu em không có, em rảnh rỗi quá, em bắt đầu em đầu tư vào những cái vấn đề khác. Và cái lý do tại sao bắt đầu em đụng vô cái cryptocurrency hay là cái Bitcoin á, em có thể nói sơ cho khán giả mình biết. Yeah, no worries. Thì khi mà em đầu tư đó thì em là em always thích học mà anh. Những gì em thích đó thì em cứ học phải không? Cho nên first time em hear about Bitcoin đó là trong năm 2014, được phải là ông xã của em. Ông xã của em thích Bitcoin dữ lắm. Cho nên khi mà em ở nhà em chơi vậy thôi, không có làm gì hết, thì anh về anh nói với em câu chuyện you know Bitcoin. Thì hồi đó em thấy thấy mà khó hiểu. Thì em cũng không thích gì mấy cho nên em cũng không có để ý gì mấy. Nhưng mà năm 1215 khi ông xã về nói mình làm tiền cái Bitcoin nó không có risky mà làm tiền really nhanh anh biết không? Thì cái đó em mới look into it. Thì khi mà em đó em thấy wow, trong vòng 2-3 phút anh can làm 20,000 đồng. So em thấy oh my god, so that's how em start cái Bitcoin. Thì initially thì em không có biết, em don't know much, sorry, bây giờ em speak English. Yeah, okay, yeah. Em don't know much about Bitcoin, but then it's like anything in life, you know, if I'm interested in something, then I want to learn just to have enough knowledge, so then I know what I'm doing, so I don't have to risk, you know, everything I have. Yeah. So when I'm read a little bit about Bitcoin, but a lot of things that I'm learned through my husband, because you know, like he's into it and he follow some of the experts and he constantly, you know, reading about Bitcoin. So ông xã em teach em quite a bit about Bitcoin and other crypto. Yeah. So I'm learn, the more I'm learn about Bitcoin, the more I'm, you know, really like pretty much in love,
you know, with the whole concept and how it works and, you know, how you can keep your money and you don't have to worry about everyone else. So that's how em start in Bitcoin. Yeah. Wow. Như vậy là anh Jimmy nghe em nói là trong vòng 5-10 phút mà ông xã em có thể kiếm được 5.000, 10.000, 20.000. Thì đó là cái điều mà anh Jimmy muốn, mình rất là cẩn thận. Tại vì mình muốn cho khán giả nghe và họ hiểu được là nó có rất là nhiều rủi ro trong đó, chứ không phải đơn giản là chỉ vòng 5-10 phút. Và 5-10 phút là có thể kiếm được 10.000, 20.000. Thì theo kinh nghiệm của em á, 2-3 cái bài học mà em học được mà em muốn chia sẻ với khán giả để họ nghe, họ cẩn thận, chứ không họ cứ nghĩ là làm rất là nhiều tiền và họ làm chật. Thì 2-3 cái điểm chính mà em muốn khuyên mọi người khi họ nghĩ là họ muốn đầu tư vào Bitcoin hay là cái đồng tiền điện tử cryptocurrency, đó là cái gì, Julia? Yeah. Ok, thì first là em want to nói là what Bitcoin is all about trước ha, and Jimmy, so then people kind of like aware. So when em learn là em know that Bitcoin nó không phải là tiền mà cũng không phải là, you know, tiền điện tử. It's a digital asset, right? So just like share and stock and all that. And so when em learn about Bitcoin, là Bitcoin have limited amount, like it's only had 20 million, you know, in stock, and that's it. Once that's done, it's done, you know, there will never be any more Bitcoin. Em also learn that like Bitcoin, so the purpose of this Bitcoin, they make transfer, direct transfer, like tiền em đổi tiền em chuyển về cho anh đó là direct, không cần phải nhà băng hay là chính phủ hay là người kia involved. Thì khi em muốn gửi tiền về cho anh đó, em gửi thẳng cho anh, and cái fee thì really rẻ, anh Jimmy biết không? Cho nên and also cái Bitcoin em thích nhất, cái Bitcoin đó là cái nghĩa là khi mà mình mua cái đó rồi đó, cái đó là của mình, you know, you are in full control, không có ai được lấy và không có ai được, you know, control cái Bitcoin của mình hết trơn á. Thì khi mà mình mua rồi, cái đó là của mình, that's it, you know, it's yours for life, yeah. Right. And the thing that I love about Bitcoin is that, you know, like I said, no government can control it, nobody can control it, it's yours and it's done and, you know, it's safe. And also, you know, you use it to hedge against inflation. Right. So I look at, you know, some country, you know, like especially in mấy cái country mà không có stable giống như của mình, yeah, some of them gone up, inflation up to like, you know, 15,000% and 300%. So when mình có tiền nhiều á, mà mình muốn keep cái value của tiền mình đó anh, thì Bitcoin is one of the option, anh biết không? Just to hedge against inflation. And also, nếu mà anh muốn đi đâu đó, anh đi Mỹ đi đâu mà anh có tiền nhiều á, anh just have to remember your password, that's it. And I can bring, you know, all tiền của mình đi, anh biết không? Mình không cần declare, không cần nói cho ai biết hết. Thì cái đó là em really thích about cái Bitcoin. Nhưng mà em also know that a lot of people, because they think that, you know, they can make a lot of money in Bitcoin. And so em know a few people that lost a lot of money because they just dive right in and they don't know anything about Bitcoin and they don't know what it does. And so because they hear from someone else that, oh, I can make a lot of money and just whatever good thing của them, they just bỏ vô đó anh. Thì that is the risky way to trade Bitcoin, anh biết không? Cái Bitcoin nó only good to hold value and because no have limit, you know, limitation and all that. But when I'm talking about làm tiền nhanh á, unless I know what you're doing, otherwise anh làm nhanh, but anh mắc nhanh. So đúng just imagine anh Jimmy nghĩ đi, một trong vòng 5 phút em làm 15-20 ngàn, yeah. Meaning that trong vòng 5 phút 15-20 ngàn đó, somebody else mắc. Đúng rồi. Anh hiểu không? Yep. And the reason em làm cái đó, it's very simple, anh Jimmy, because em thích làm tiền, nhưng mà the only reason em làm tiền, em make sure that cái tiền của em á, cái tiền em invest á, là cái tiền em can afford to lose, right? Yep. But em make sure cái tiền đó, I will never lose it, right? So you have to know a little bit before you get in. So when em mua cái Bitcoin, khi mà em làm cái Bitcoin á, it's literally risk-free. Because em mua ở Mỹ, hồi đó thì tại vì không có nhiều người biết, anh biết không, khi mà em mới bắt đầu làm thì very very few people in the industry that know about it, aware about it.
So em mua ở Mỹ, imagine anh, em mua cái Bitcoin ở Mỹ say 5,000. Instantly em bán cái Bitcoin của em ở bên Úc 10,000. Thì em vừa mua bên đây là em bán bên kia liền. Whatever happened in between, em lên xuống không có mắc mới gì tới em, anh chị mình biết không? Right. Cho nên em không có risk. Thì when em vô cái Bitcoin em làm đó là em làm like that. Right? So em mua bên đây là em bán bên kia, em mua bên đây là em bán bên kia. That's it instantly. You hit cái button bên đây là em hit cái button bên kia liền. Thì that's how em làm cái Bitcoin. Nhưng mà khi 2000 and I think so 2017 comes around. So now you hear about Bitcoin. Ba, má, ông nội, ông cố, everybody wants to mua Bitcoin. Khi mà em mới bắt đầu em làm á, cái Bitcoin khoảng chừng 4,000 ha. Mà khi mà em khi mà em nghe tới neighbors and ông cố, ông nội đâu này kia muốn mua, là cái Bitcoin nó lên tới khoảng chừng 20,000 đô, 20,000 rồi anh. Thì cái đó là em nghĩ là nó very dangerous rồi, nó lên quá trời nhanh rồi. Thì cái đó khi mà lúc đó là em không có opportunity nữa, tại vì biết bao nhiêu người vô, cho nên họ biết làm giống như em rồi. Thì too much competition. Nhưng mà khi mà em làm đó rồi, khi mà nó cái market nó turn around rồi đó anh, cái bắt đầu cái market nó drop, slowly drop, and at some point Bitcoin drop up to almost like 90% down. Right. Thì lúc đó ba má, anh em, neighbors, everyone mất hết tiền. Tại vì mình tham, anh biết không? Khi mà Bitcoin khoảng chừng 3,000 em kêu mua, không ai mua hết. Khi mà lên khoảng chừng 20,000, everybody wants to mua. Right. Khi mà nó xuống khoảng chừng 15,000, 13,000, 12,000, everyone bây giờ mình sợ, mình based on fear nào anh? Hồi mua thì là based on cái greed của mình, phải không? Right. Bây giờ là mình based on cái fear của mình, cái bắt đầu bán lỗ. Thì cái đó cho nên mới mất tiền, anh biết không? Mà khi mà Bitcoin càng xuống á, thì em càng mua. Tại vì em biết lúc nào khi mà mình, tại vì cái tiền em mua là cái tiền em làm, cái profit hồi đó em làm, anh Jimmy biết không? Thì bây giờ em mất hết cũng không có sao. Tại vì không phải là tiền chánh của em. Cho nên em mua. Rồi xong rồi em just đợi khi mà nó lên lại. Thì em khi mà nó double, triple thì em bán xong rồi. Bây giờ tại vì em không có cái aperture, không có opportunity gì mua rẻ bán mất lại nữa, thì em bắt đầu em mới trade by support and resistance anh. Khi mà em thấy Bitcoin xuống, imagine bây giờ giống như xuống 60 mấy ngàn tiền Úc, em không biết tiếng người tiền Aussie, tiền US gần bao nhiêu ha. Tiền đô bây giờ khoảng 45,000. Dạ. 45,000. So em thấy cái support nó có, nếu mà nó có cái strong support around there thì em mua, em đợi, nên em đợi tới mà khi mình lên tới khoảng chừng 10-20% thì em bán trở lại vậy thôi. Thì nếu mà mình làm cái kiểu đó, nếu mà mình learn how cái Bitcoin nó behave đó anh, thì mình can làm tiền safely anh Jimmy biết không? Nhưng mà cái tiền mà khi mà mình bỏ vô đầu tư á, thì anh Jimmy have to make sure cái tiền đó là mình can afford to lose first. So when Bitcoin nó xuống xuống thấp hơn nữa thì không có sao hết, mình vẫn còn ngủ yên anh biết không? Đúng rồi. Yeah. Ok, những cái lời chia sẻ của Julian có mấy cái điều mà anh muốn chia sẻ chung với mình, có thể tóm tắt chung cho khán giả nghe, đúng không? Tại vì những cái lời chia sẻ của em nó rất là nhiều và mình muốn nói rõ. Thứ nhất á, là em bỏ thời gian em nghiên cứu, em học về Bitcoin rất là nhiều. Right? Đó là quyền đầu tiên em học rất là nhiều. Và trước khi em trade Bitcoin là em đã trade tiền tệ rồi, đúng không? Em đã trade tiền tệ và em không... Đúng rồi, 2-3 năm em trade tiền tệ và em không có thành công nhiều trong cái vấn đề trade tiền tệ, nhưng mà em học được rất là nhiều bài học. Những cái gì làm và những gì không nên làm. Cho nên cái này mình nói rõ ràng là trước khi em bước chân vào cái nghề mà trade Bitcoin, cái arbitrage, tức là mua rẻ, bán mắc, là em đã có 2-3 năm kinh nghiệm trade tiền tệ rồi, đúng không? Đó là cái điều đầu tiên và em học rất là nhiều. Đó là một. Cái điều thứ hai mà em chia sẻ với quý vị là mình chỉ nên đầu tư những cái gì mà mình có thể mình mất được. Tại vì cái thị trường này nó khá là, cho dù là mình nói nó có 21 triệu Bitcoin, nó rất là limited, nhưng mà mọi người đều đồng ý là khi mình mua cái nhà, tức là em có cái nhà, em đầu tư địa ốc, em có cái nhà,
Right. Nhưng mà em đầu tư Bitcoin, nó chỉ là một cái đồng tiền điện tử, cho dù là mình nói là mình có cái này, mình khóa nó lại trong cái computer của mình cần cái password mình vô. Nhưng mà mình cũng nghe rất là nhiều chuyện, nhiều người mất 500-600 triệu vì họ mua 10 năm trước vì họ quên luôn cái key, là cái chìa khóa để mở những cái đó và họ mất hết. Cho nên mình muốn nói rõ cho khán giả biết là nếu mà quý vị muốn đầu tư vào Bitcoin thì chuẩn bị tinh thần là quý vị có thể mất hết tất cả. Vì thực tế là nó đã có nổi trong năm này thôi. Nếu mình nhìn cái biểu đồ của nó trong vòng 12 tháng, có lúc nếu mà tính theo tiền đô, có lúc nó lên tới gần 70.000 một cái Bitcoin, nhưng có lúc nó tuột xuống còn có khoảng 30.000 một cái Bitcoin. Tưởng tượng là mình nhào vô cái lúc mình mua cái lúc 70.000 mà mình lại đi bán đi cái lúc đó 30.000, tức là mình lỗ 40.000 một Bitcoin. Cho nên that's how people lose money, đó anh. Đúng rồi, thì chính xác. They mua from the top and they sell at the bottom. Đúng rồi. Và cái quan trọng nữa là khi mà Julie chia sẻ là cái về cái chiến lược của em, cái strategy của em á, tức là khi mọi người mà tham, tức là mọi người greed, mọi người tham lam á, thì lúc đó là lúc đó em fear, em sợ, cho nên lúc đó mọi người tham thì em bán đi. Vậy nói theo kiểu Warren Buffett dặn là mình phải fear khi mọi người greed, and mình phải greed khi mọi người fear. Đúng không? Tức là khi mà mọi người tham á, thì đó là lúc đó mình nên sợ và bán đi, và khi mọi người sợ hãi, tức là mọi người là bán, thì đó là cái lúc mình nên tham và mình mua vào. Đó là cái chiến lược của cái nhà tỷ phú Warren Buffett mà anh Jimmy cũng rất là believe, cho dù là anh Jimmy không có đầu tư vào Bitcoin, nhưng mà anh đầu tư những cái thị trường chứng khoán khác, hay là về nhà cửa, hay là về cái gì, anh Jimmy cũng theo cái strategy, cái chiến lược đó. Em làm my whole entire life em follow cái, that's the only strategy em follow anh. Và anh Jimmy rất là thích cái em nói là phải đầu tư với những gì mình có thể mất được, nhưng mà cũng rất là quan trọng không có nên mất tiền. Em không bao giờ mất. Đúng rồi. Ok, như vậy thì mình tóm tắt là những cái điểm chính đó khán giả với khán giả rồi. Thì trước khi mình chia tay với khán giả chương trình, thì em có một cái lời khuyên gì khác ngoài những cái vấn đề mình đã đề cập, nếu mà ai muốn những người mới nghe cái về Bitcoin, hay là những người mà muốn bắt đầu vào cái lĩnh vực này, thì cái lời khuyên mà em nghĩ là quan trọng nhất, đó là cái lời khuyên gì, Julia? Em khuyên là mình phải cố gắng học để biết, nếu mà không biết nhiều cũng phải là biết một chút để cho mình hiểu what's going on, and mình biết để mình không có mất tiền, anh biết không? Nhưng mà cái chuyện học đó là very important, phải không anh Jimmy? Once mình learn cái knowledge, mình have that knowledge for life, and so mình học, nhưng mà khi mà đi học đó, thì mình phải học theo những người already successful, những người có already track record, phải không? Chứ không phải là học from neighbors, hay là, you know, hay là nobody on the street and they just come and tell you, you know, don't do Bitcoin. Well, they know nothing about Bitcoin. They have to always find the expert and học from them. And mà khi mà mình học rồi đó, nếu mà mình không có ability to học, hay là mình làm biếng, hay là mình không muốn làm một mình đó, thì mình cứ tìm cái người nào really successful trong cái field đó, thì mướn người đó làm giùm cho mình, nên anh willing to trả cho người ta, anh biết không? Tại vì they spend a lot of money and time also to learn all this, get this knowledge. And khi mà đi học đó là very important. Secondly đó là mình phải take responsibility ha. Khi mà mình làm cái chuyện gì không có not going our way, hay là nó hay là mình make bad choices á, là mình never blame on someone else. You have to take full responsibility and learn from cái mistake đó, and then correct nó, phải không anh? Tại vì nếu mà mình không có admit cái mistake thì mình đâu có learn đâu. Thì đối với em the same thing, along the way em have a lot of mistakes, right? But every single mistake is a valuable lesson cho em. Cho nên every time I make mistake, em không có beat myself up, and, you know, I just want to see what's in there that em can learn. And thirdly đó là em nghĩ là never stop learning and never stop growing, hey? Tại vì khi mà mình, especially personal growth and spiritual growth, khi mà mình đi làm tiền đó, em thấy a lot of people khi mà họ làm được tiền nhiều đó, they change into, you know, something that a person that very undesirable. So em always think bạn đồ này kia đó, khi mà mình làm được tiền, hay là mình học giỏi, mình làm tiền and mình made it somewhere, thì em nghĩ được the best thing to do is to learn how to grow as an individual.
personal growth and spiritual growth is very important, and then from that learn to serve, you know, the people that need your help, just like what you do. And that's why, you know, we connected so well, because I'm always, you know, I'm always believing the power of serving others and make their life better. Wonderful. Và ba cái lời chia sẻ của Julia rất là tuyệt vời. Thì kính thưa quý vị, để tóm tắt lại cái chương trình ngày hôm nay, thì ba lời khuyên cuối cùng của Julia đối với quý vị là, nếu mà quý vị nghĩ là mình muốn đầu tư vào Bitcoin, cái thị trường này, hay là muốn nhảy vào cái này, thì thứ nhất là quý vị phải nên học rất là nhiều, và phải học cho từ những người mà đã có kinh nghiệm và đã thành công thật sự, chứ không phải là học từ cái ông hàng xóm hay là cái người lái xe hay là cái người nào đó, học những người rất thành công. Và điều thứ hai nữa là Julie nhắc nhở quý vị là mình phải chịu trách nhiệm, cái mình phải có cái trách nhiệm, tức là nếu mình thành công hay thất bại thì mình phải chấp nhận cái đó, và mình đừng có đổ lỗi cho một người nào khác. Tại vì mình là người đã lấy tiền của mình đi đầu tư, mình là người lấy những cái đồng tiền mình đã rất là làm cực khổ để mình được đầu tư, thì mình phải thất bại hay thành công, mình phải người chịu trách nhiệm cái đó, đừng có đổ lỗi cho ai khác, right? Và cái điều thứ ba nữa là cái điều mà Jimmy rất là tâm đắc, và tại sao mà anh em chúng tôi là làm việc với nhau rất là gắn bó, tại vì một khi mình, nếu mà mình được cái sự may mắn mà mình thành công á, thì mình phải biết sử dụng những cái đồng tiền của mình để làm lợi cho xã hội, cho những người mà kém may mắn hơn mình, chứ không phải là đơn giản chỉ làm giàu cho mình xong mình thay đổi cái cuộc đời hay thay đổi cái bản thân của mình không, và mình không có màng tới những cái người khác. Và đó là cái lý do tại sao mà Jimmy biết Julie qua cái tổ chức Rotary International. Đó là một tổ chức mà người ta có cái tôn chỉ là service above self, tức là lúc nào họ cũng nghĩ tới phục vụ những người khác trên cái bản thân của họ. Đó là cái lý do tại sao mà Jimmy và Julia rất là thân với nhau, cho dù là anh em chỉ biết nhau qua Toastmaster hay là chỉ qua mạng, chưa có duyên được gặp nhau. Đó là những cái điều mà Jimmy muốn chia sẻ. Và như vậy thì mình sẽ tóm tắt cái chương trình chia sẻ Straight Talk with Jimmy Thái ngày hôm nay tại điểm này, và hy vọng sẽ gặp lại quý vị trong những chương trình tới. Và nếu có những cái comment hay là những cái lời khuyên hay là những cái ý kiến đóng góp gì, thì quý vị cứ việc bỏ vào trong cái comment hay là subscribe với cái channel VNTV, và hy vọng là chúng tôi sẽ đem những cái chương trình kế tiếp đến quý vị. Xin chào, tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong tuần tới. Chào em. Chào anh.